Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV. Và hôm nay anh và chị Hồng lại tiếp tục chơi game Pokemon. Đấy, hôm trước là chúng ta gặp con rồng. Nó to nhỉ. Siêu to khổng lồ luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng tiến hóa con rồng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Mình có rất nhiều huấn luyện viên anh ơi. Bên kia đông thế. Bên kia có con rồng to chưa? Bên kia có hai con xương rồng này, một con rồng to đùng. Nhưng không sao, mình kệ, mình cứ chiến đấu đi nhỉ. Chiến đấu. Chào. Bùm bùm bùm. Ấy, con rồng khỏe chưa kìa? Nó khỏe thế. Wow, con rồng với con xương rồng của bên bạn quá là khỏe luôn. Trời. Bây giờ chúng ta phải hợp nhất thôi, tiến hóa lên thôi. Ok, mua đợi. Bây giờ ta sẽ mua con này. Bây giờ ta sẽ mua. Bây giờ thì ta sẽ mua hẳn con to đi, hợp nhất cho nhanh này. Ý xời. Ủa, tốn tiền các em ạ. Hỡi xời. Mua từ con người đá lên là cũng khá là. Hỡi xời. Đấy, ui, bây giờ mới ra cây ạ. Hoa, trời ơi. Bao giờ nó mới lên được đây. Hai cây hoa luôn. Cây xương rồng này. Hai cây xương rồng. Rồi. Cây xương rồng cấp 2 này. Chúng ta cũng đã ra con rồng rồi. Chúng ta đã có con rồng siêu. Nhưng mà chúng rồi. Ta mới có một con rồng thôi. Chưa. Mua tiếp nha. Mua tiếp. Rồi chúng ta hết tiền rồi. Thôi ra con chim ạ. Liệu chúng ta có thể đánh được không? Chúng ta thử luôn nhỉ, sợ thử gì? Thử luôn nha. Thử luôn. Trời ơi. Con rồng to đấy. Bên kia đây khỏe thế. Trời ơi, cố lên. Ôi, con rồng của mình xỉu rồi. Con rồng của mình xỉu rồi. Không được rồi. Thua mất rồi các em ạ. Bên kia mạnh quá các em ơi, thì làm sao bây giờ? Ôi dồi ôi, bên bạn mạnh quá kem ơi. Một con rồng của mình có là cái gì đâu. Con rồng lửa có cả đít phọt ra lửa này ai. Mỗi tội là không là cái gì với bạn hết. Bây giờ chúng ta phải mua thêm con rồng. Đúng rồi. Hợp nhất con, mua thêm con xương rồng. Bây giờ phải mua thêm này. Mua thêm. Rồi. Chúng ta lại hợp nhất nha các em nha. Wow. Nó mới chỉ lên. Nó lại hết tiền rồi. Thôi hết nhanh thế. Ôi may quá, vẫn lên được cây xương rồng. Nhưng mà mới chỉ là cây xương rồng cấp 2. Cấp 2 thôi các em ạ. Là gì? Chúng ta lại hợp nhất tiếp nha. Chúng ta tiếp tục nâng cấp nào. Chúng ta lại mua người đá. Ui. Cứ 200 triệu một người đá này tốn tiền quá các em ạ. Quá tốn tiền luôn. Quá là tốn tiền luôn các em ơi. Rồi, lên đấy. Lên nào, mình lên luôn hai con rồng luôn chứ mình không thèm hai cây xương rồng. Lên hai con rồng luôn nhỉ? Cho đẹp không? Lên đi. Lên luôn hai con rồng luôn. Wow, to quá. Để nó tách ra. Hai con rồng phải to quá các em ạ. Úi dồi ôi. Trời ơi, các bạn sợ chưa? Các bạn ơi, sợ chưa các bạn? Bây giờ mình mua ơi. Thêm mấy người này lại đi. Mấy huấn luyện viên để hợp nhất lại đi. Rồi, đẹp trai ngay, lai pháp ngay. Rồi, đẹp trai. Đẹp trai. Là hợp nhất luôn huấn luyện viên cho nó chất như nước cất luôn. Chà, đấy. Mũ xanh đeo ba lô luôn. Bên bạn làm gì còn cửa nữa. Cửa này chỉ có cái cửa sổ thôi. Bây giờ thì chúng ta chiến đấu nào. Thua hơi nhiều đấy. Nhục lắm rồi. Chiến đấu. Chà, ui. Con rồng nó to thế các em ơi. Trời ơi, rồng to quá. Cố lên rồng ơi. Ủa? Sao bên bạn khỏe thế? Con rồng bên mình có hai con mà bị tiêu diệt hết nhỉ? Đúng rồi. Sao bên bạn khỏe thế nhỉ? Sao bên bạn khỏe thế? Bên bạn quá khỏe luôn ạ. Ôi, như thế này thì sao mà đỡ được? Trời ơi, bên bạn có hai con rồng xong lại còn có cả huấn luyện viên cấp cuối rồi. Đây là huấn luyện viên cấp cuối chắc luôn rồi. Đây là mình thử hợp nhất con rồng vào không nhỉ? Cái như rồng là mắc rồi, mắc Simbum rồi, không hợp nhất được rồi. Rồng là cao nhất rồi. Huấn luyện viên cấp cuối kìa. Ồ, chiến đấu là thử thôi. Chà. Cố lên các bạn ơi. Cố lên. Ôi. Máu tụt không phanh như kia thì sao mà được. Wow. Huấn luyện viên bạn mạnh quá các em ạ. Trời ơi. Chúng ta lại phải nâng cấp tiến hóa. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp con gì nhỉ? Nâng cấp con rồng hay huấn luyện viên nhỉ? Nâng cấp huấn luyện viên, con rồng làm sao nâng cấp được nữa hả anh Việt? Đúng rồi, nâng cấp huấn luyện viên này. Ôi, lên thằng đầu xanh rồi. Đúng như là mắc rồi ấy. Đây, mắc đây này. Đây là mắc hả? Đầu vô cực là mắc rồi. Đầu vô cực hả? Bây giờ thì mình sẽ mua thêm con rồng nữa cho chắc nhỉ. Anh ơi. Mình mua thêm con rồng nữa đây. Đúng rồi. Nhưng mà chắc không lên được con rồng đâu. Tốn kém lắm. Em mua để ý không? Hết tiền rồi. Thôi, hết tiền rồi. Chà. Ôi, bây giờ mới lên được một con gì à? Chà, con xương rồng. Con xương rồng thôi. Không sao. Đánh nhờ. Đánh luôn chứ còn gì nữa. Quánh luôn. Đấy. Chiến đấu. Chà. Bùm.
chúng cố chắc, lên rồng ơi, cố lên cây xương rồng, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi rồi rồi, yeah. Yeah. Chúng ta giành chiến thắng rồi, ha ha ha. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn thì chúng ta cũng đã giành chiến thắng. Nhưng mà bây giờ bên bạn lại có ba con rồng các em ạ. Ôi rồi ôi, thế này làm sao mà chạy thế. Làm sao mà đủ tiền để chạy theo bên bạn được. Trời ơi, bên bạn có ba con rồng thì bên mình thắng sao đây. Các bạn phải bảo mình làm sao bây giờ, mình mua thêm con rồng không em? Có chứ. Cố gắng để nâng cấp rồng vậy chứ bên mình bạn mua thêm rồng thì mới thắng được. Bên bạn khỏe quá. Ôi hết tiền rồi, lại ra con cây lấm lùn thế này. Lùn làm gì? Mua thêm một cây lấm lùn nữa đi để hợp nhất đi. Ôi giời, ôi giời, ra con chim ạ. À. Hợp nhất cho đỡ tốn chỗ. Ôi bây giờ con ong ạ. À. Chết là hết cả chỗ rồi, lấm lùn hết chỗ rồi. Bây giờ ong. Bây giờ ra người đá ra rồi 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 rồi. Ôi giời ơi. Thế tuần này có đánh được không nhỉ? Đánh được, mình đông mà đúng không? Okay. Mình rất là đông. Đánh được đâu? Chiến được, hết tiền rồi, phải chiến thôi. Chiến nào các em? Úi xôi ôi, ba con rồng là cái gì? Ôi giời, chúng ta có huấn luyện viên đầu tóc vô cực cơ mà. Ba con rồng là cái gì? Không là cái gì hết. Cố lên. Cố lên, chiến thắng rồi. Yeah. Thì trưởng ba con ra. Mình thắng mà. Ba yeah. Con rồng là cái gì? Không là yeah. Cái gì hết. Ba con rồng không là cái gì các em ạ? Bên mình rất là mạnh luôn. Ôi cái gì thế này? Đôi 4. 5 con rồng và 2 cây xương rồng cấp cấp 1. Cấp 1 này, cấp 1 thôi. Cấp 1 à? Ở cấp 1 thôi cũng là rất là khủng khiếp các em ạ. Ôi trời ơi. Rồng gì thế này? Bây giờ mình phải mua thêm đi, mua thêm đi, mua thêm đi. Trời ơi, nhiều rồng quá các em ạ. Thế này thì đỡ ôi, sao đây? Bây giờ mình mới ra hoa thì các em bảo anh phải đỡ sao đây? Trời ơi. Ôi, hết tiền rồi à? Ôi trời ơi, hết tiền rồi các em ơi. Được 3 con rồng. Được 3 con rồng. À đây được thêm một cái xương rồng nữa. Với con lẻ phe này chắc phải xóa đi qua. Tốn diện tích nhỉ? Úi. Mình cũng ba con chứ thì đâu nhỉ? Quá ít luôn đấy chứ, họ có 5 con anh ơi. Ủa nhỉ? Ui họ nhiều quá các em ạ, 5 con rồng cơ hả? Thế này thì làm sao mà đỡ được. Mấy con chó le ve cho lên trên đi. Rồi chiến đấu các em ơi. Thôi rồi, nhìn rồng bên bên bạn mạnh quá. Chiến đấu không sợ gì hết. Đúng rồi. 5 con rồng là cái gì? Mình có huấn luyện viên vô cực cơ mà. Huấn luyện viên Pokemon vô cực. Cố lên nào. Cố lên, cố lên. Cố lên. Wow, mất rồi 4 con rồng luôn á. Họ còn nguyên si rồng anh họ ơi. Họ vẫn còn 4 con rồng. Ui, rồng nó khoạc một cái là huấn viên mình xỉu luôn. Rồng khỏe thế. Khỏe quá các em ạ. Chúng ta lại phải tiếp tục lâng cấp, lâng cấp, lâng cấp và lâng cấp. Chúng ta phải mua thêm thật nhiều rồng chị Hồng nhỉ? Đúng rồi. Mua thêm rồng đi nhưng mà không có nhiều tiền các em ạ. Tiền ít lắm. Ôi rồi, rồi. Lại hết tiền rồi. Lại cái con nấm lùn làm gì? Ôi, lại ra lấm lùn rồi. Quên mất không để ý. Ra lấm lùn này lại phải hợp nhất nó lên. Bây giờ nó mới ra con ong này. Ôi trời ơi. Xong mới nó ra cái người đá. Đây, bây giờ ra người đá rồi. Hợp nhất con này lên. Đấy, hợp nhất lên tiếp. Khả năng là bên mình vẫn không thắng được đâu các em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu rồi. Chiến đấu nha, chiến đấu chiều nha. Đúng rồi, chiến đấu. Cố lên. Rồng ơi, ba con rồng của chúng ta cố lên. Cố lên nào, cố lên. Cố lên. Rồng bên kia không thấy mất. À, mất một con. Mới chỉ mất có một con thôi các em ạ. Khỏe quá các em ơi. Rồi, ôi, rồng khỏe quá các em ạ. Trời ơi, sao mà rồng gì mà đông thế. Ờ, khỏe thật sự luôn. Các em ơi, như vậy là video của hôm nay chúng ta là kết thúc rồi. Và trong cái game Pokemon trong tập lần này thì chúng ta thua sấp mặt. Những trận đấu ở vô cùng là căng thẳng. Rồng giết với cả huấn luyện viên của bên bạn nó cứ bọc ra như lấm. Thì làm sao mà chúng ta thắng được. Và anh và chị Hồng sẽ hẹn em và các em vào những cái video sau để chúng ta sẽ giành chiến thắng các em nhá. Còn bây giờ thì anh và chị Hồng sẽ kết thúc video. Game thì để giải trí thì các em chỉ dành ra 5 đến 10 phút để chơi game thôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các em. Bye bye.